đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam mất quân trước trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup. Ông Chu Xie chưa kịp mừng đã lo. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thanh nói gì về việc Tuấn Anh ra đi? Đội tuyển Việt Nam mất quân trước trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup. Ông Philippe Chaussier hiện đứng ngồi không yên khi mà hai trụ cột của đội tuyển Việt Nam là Tuấn Hải và Tiến Anh cùng dính chấn thương ngay trước thềm hai trận đại chiến gặp Indo ở vòng loại World Cup 2026. Phút cuối cùng trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy tại vòng 13 của V-League tối ngày 8 tháng 3, trong một tình huống dẫn bóng tiếp cận vòng cấm của đội khách, Tuấn Hải bị Tăng Tiến dùng gầm giày đạp thẳng vào ống đồng chân phải. Chủ công của câu lạc bộ Hà Nội nằm sân đau đớn, còn hậu vệ của Quảng Nam thì bị trọng tài truyền quyền thi đấu sau khi tham khảo VAR, video hỗ trợ trọng tài. Ngay sau tình huống va chạm, tân của bóng bạc Việt Nam được bác sĩ của đội bóng đưa đi kiểm tra tại bệnh viện St. Paul. Theo chẩn đoán ban đầu, cầu thủ sinh năm 1998 không bị tổn thương về xương. Tới sáng ngày hôm qua, Hải được đưa đi kiểm tra tổng thể một lần nữa và theo đó tiền đạo 26 tuổi chấn thương khớp cổ chân phải, cần phải nghỉ tối thiểu là 1 tháng thì mới có thể quay trở lại thi đấu được. Ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy chứng kiến học trò ôm chân đau đớn, ông Philippe Chaussier tỏ ra rất lo lắng, đặc biệt là khi đội tuyển Việt Nam sắp có hai trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026 gặp Indo vào các ngày 21 và 26 tháng 3. Vị huấn luyện viên người Pháp đã phải cử trợ lý xuống tận sân để nắm bắt được tình hình chấn thương của Tuấn Hải. Và để tăng độ khó cho ông Chaussier, tới tối ngày hôm qua, ngày 9 tháng 3, thêm một trụ cột nữa của đội tuyển Việt Nam dính chấn thương. Ở trận đấu giữa Thể Công và Viettel và câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng tại vòng 13 của V-League 2023-2024, ngay phút thứ 6 thì Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương ở vùng miệng sau pha va chạm mạnh với ngoại binh Pedro Henrique của Thể Công Viettel. Sau khi được sơ cứu và băng bó, trung vệ sinh năm 1999 tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên vết thương vẫn hở miệng và rớm máu. Ngay lập tức trung vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội bước từng bước rời sân. Sau đó không lâu thì Việt Anh được đưa lên xe cấp cứu và đến thẳng bệnh viện St. Paul để khâu vết thương. Theo như thông tin từ câu lạc bộ Công an Hà Nội, Việt Anh đã phải khâu 24 mũi ở môi và cần thời gian để bình phục. Chấn thương của Việt Anh và Tuấn Hải là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam khi mà chỉ còn 10 ngày nữa là chúng ta sẽ có hai trận đấu quan trọng gặp Indonesia. Trong những đợt hội quân trước đây, ông Philippe Chaussier cũng không thể triệu tập được các trụ cột như là Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu hay Phạm Văn Lâm vì lý do tương tự. Hiện đội tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng F sau hai lượt trận với một chiến thắng và một thất bại, kém ngôi đầu của Iraq 3 điểm. Trong khi đó thì Indo và Philippines chia nhau hai vị trí cuối bảng với cùng một điểm. Để chuẩn bị cho cuộc chạm trán thầy trò Philippe Chaussier, Indonesia đã nhập tịch nhiều cầu thủ nước ngoài với quyết tâm giành chiến thắng để vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup 2026. Ông Chaussier chưa kịp mừng đã lo. Hai cuộc đối đầu với Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 có nghĩa then chốt đối với cơ hội giành vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh trên thì những diễn biến bất lợi gần đây ở V-League đang gia tăng sức ép lên huấn luyện viên Chaussier. Indo nhiều năm qua luôn ở thế dưới mỗi lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam, cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển trẻ. Tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sitayong, đội bóng xứ vạn đảo ngày càng trở thành đối thủ khó nhằn. Lứa cầu thủ trẻ của Indo vẫn cứng cáp, giàu kinh nghiệm và sức chiến đấu hơn. Tại World Cup 2020, Indo đã khiến cho đội tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo gặp vô vàn vất vả và bất lợi. Và bước ngoặt thay đổi thực sự đến tại Asian Cup vừa qua, Indo đánh bại Việt Nam 1-0 trên đất Qatar. Và đây là trận đấu Việt Nam tỏ ra bị bất ngờ cả về chiến thuật cũng như khả năng gây sức ép của đối phương. Dễ nhận ra trong khi Indo dần vươn lên thì ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam giai đoạn vừa qua có dấu hiệu đi xuống khi đã đạt đỉnh cả về lực lượng cũng như khát khao chiến thắng. Trận thua tại Qatar là hệ quả tất yếu, cho thấy sự thay đổi cán cân và thế lực giữa đôi bên. Một trong những yếu tố khiến Indo tạo nên khác biệt được đánh giá là chiến lược nhập tịch cầu thủ của Hiệp hội bóng đá nước này. Hàng loạt cầu thủ nhập tịch đã được ông Sintayong triệu tập vào đội tuyển quốc gia để đấu với Việt Nam. Trong hai cuộc đối đầu tháng 3 này ở vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á thì tin mới đây cho biết Indo thậm chí gia tăng số cầu thủ nhập tịch lên tới 10 người. Cụ thể thì PSSI đã công bố danh sách tập trung gồm 28 cầu thủ. Thì trong số 10 người này làm nhập tịch, ngoài 6 cầu thủ từng dự Asian Cup 2026 như là Eklund Bargot, Sandy Wood, Mark Klopp hay Ivan Zener, Indo còn có thêm 4 gương mặt là hậu vệ Nathan Aon, Zay Izet, tiền vệ Tom Hayes và tiền đạo Ragnar. Tom Hayes và Aon khoác áo SC Heerenveen, đội bóng cũ của Văn Hậu, còn Zay Izet thi đấu cho Venezia ở Serie B. Đây được đánh giá là những sự bổ sung cần thiết cho Indonesia, bên cạnh những nội binh cứng cựa từng nhiều lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam qua các năm.
tại bảng F. Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ nhì với 3 điểm, kém Iraq 3 điểm và hơn Indo 1 điểm. Ở hai trận đối đầu sắp tới, mục tiêu của thầy trò ông Jussie là giành tối thiểu 4 điểm hoặc tệ hơn là 2 điểm để duy trì lợi thế trước đối thủ. Nếu như đầy đủ lực lượng thì đây không phải nhiệm vụ ngoài tầm với đối với đội tuyển Việt Nam. Hy vọng được nhen nhóm khi mà nhiều trụ cột của đội thời gian qua lấy lại được phong độ ở V-League. Tuy nhiên, các điểm biên gần đây đang khiến cho ông Jussie lo lắng. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải vừa gặp chấn thương sau tình huống vào bóng nặng của Tăng Tiến tại trận đấu giữa Hà Nội và Quảng Nam vòng 13 của V-League. Thông tin từ Hà Nội cho biết Tuấn Hải may mắn không bị chấn thương xương nhưng bị lật cổ chân, đi lại khá khó khăn. Theo kết quả kiểm tra, anh cần khoảng 1 tuần để điều trị. Trước đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu được thông báo không kịp bình phục chấn thương để góp mặt cả hai trận đấu với Indonesia. Anh vừa phẫu thuật gót chân và cần thời gian khá dài để quay trở lại. Vắng Văn Hậu là tổn thất lớn đối với hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu là một trong các hậu vệ Việt Nam và các chân sút Indo ngán ngại nhất. Hai trường hợp khác bỏ ngỏ là khả năng lên tuyển vì chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng vì lý do tương tự. Trước đó, ông Jussie đã rất chờ đợi Quế Ngọc Hải trở lại để tăng sức chiến đấu và sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Những biến động về lực lượng mới trên dự báo sẽ khiến cho hai cuộc đối đầu của đội tuyển Việt Nam với Indo gặp khó đoán và nảy lửa. Huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Hành nói gì về việc Tuấn Anh phải ra đi? Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Vũ Tiến Hành nói nhiều về tiền vệ Tuấn Anh. Chiều ngày 9 tháng 3, câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà ở vòng 13 của V-League 2023-2024. Dũng Quang Nho và Châu Ngọc Quang tỏa sáng giúp cho đội bóng của Bầu Đức có được chiến thắng 2-1 trước đội bóng Sài Thành và có được chiến thắng thứ hai liên tiếp dưới thời của huấn luyện viên Vũ Tiến Hành. Tại trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục không có được sự phục vụ của đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh do chưa kịp bình phục chấn thương. Tiền vệ này dự kiến gia nhập câu lạc bộ Nam Định trong ít ngày tới. Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, thì ông Vũ Tiến Hành cho biết, trường hợp của Tuấn Anh ra đi là chiến lược. Tôi thấy là câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sản sinh ra nhiều tài năng, nhưng giờ lâu thì các em khó đá. Ví dụ như là Văn Toàn, Hồng Duy, Việt Hưng sang đội khác đều đá hay. Tôi chia sẻ với Bầu Đức, một người ở bóng đá Việt, việc để Tuấn Anh đi thi thì rõ ràng là không muốn, nhưng cuối cùng thì cũng phải chấp nhận. Chúng tôi có Thanh Sơn, Quang Nho, Đức Việt có khả năng lấp khoảng trống đó. Câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đang chật vật trụ hạng nên mất Tuấn Anh là khá thiệt thòi. Nhưng điều này sẽ giúp cho cậu ấy có cơ hội đá đội tuyển Việt Nam nhiều hơn so với việc phải cày ải ở Hoàng Anh Gia Lai và có nguy cơ chấn thương cao. Huấn luyện viên Vũ Tiến Hành cũng tin vào khả năng các học trò trụ hạng mùa này khi mà V-League trở lại. Hoàng Anh Gia Lai thua Hà Nội 0-1 và bắt đầu lo lắng. Sau đó chúng tôi có những trận đấu quyết tâm trước Quảng Nam, Khánh Hòa và Thanh Hóa. Đấu Thành phố Hồ Chí Minh, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai xác định trận đấu này phải có 3 điểm. Nếu như hiệp 1 chơi tốt hơn nữa, chúng tôi đã có nhiều bàn thắng hơn. Đội bạn đã chơi rất bản lĩnh. Tôi nghĩ đó là chiến thắng bước ngoặt để câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai có thể trụ hạng. Sân Pleiku ngày 9 tháng 3 đón chào huấn luyện viên Park Hang-seo đến dự khán trận đấu giữa LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Tiến Hành cũng hé lộ đặc biệt về sự kiện này. Ông Park Hang-seo đến thăm câu lạc bộ, mọi người đều vui, tôi cũng vậy. Trong khi đó thì Bầu Đức ngày nào cũng xuống chơi với đội nên tạo động lực rất lớn cho đội. Sau buổi gặp, cả đội đã có thêm động lực. Cảm ơn Bầu Đức và huấn luyện viên Park. Sau vòng 13, V-League khép lại giai đoạn 1 và tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Indo ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.